Khi mà các bạn đăng ký thành công cái dự án trên file name này thì các bạn sẽ nhận được tối thiểu là 135 đồng CHNG có giá trị là 13,5 đô và được 10 đồng trên một rep cấp 1 này và chạy là 3 tầng rep và đây là một cái dự án mình quan sát rất là xịn sò luôn với team đắc rất là đầy đủ. Ngoài ra thì các KOL những người có tầm ảnh hưởng ở Việt Nam ấy thì người ta cũng bắt đầu chạy dự án rồi và dự án này rất là mới và rất là tiềm năng nên các bạn hãy cố gắng tham gia giúp mình nhá. Tuy hiện tại thì có rất là nhiều những người tham gia nên cái dự án nó hơi bị lang và rất khó thì các bạn có thể đăng ký thành công được thì các bạn hãy cố gắng kiên nhẫn. Mỗi người phải có ít nhất cho mình một tài khoản để sau này cái dự án mà nó lên sàn, lúc đó nó đạt giá trị cao thì các bạn sẽ có một khoản thu nhập đáng kể nhá. Trước khi vào chủ đề chính của video thì mình có quay random may mắn để chọn ra một bạn nhận giải thưởng của mình. Ở video ngày hôm nay thì chúng ta có 54 comment Thì mình sẽ tìm ra một bạn may mắn nhất nhá <laughs> Trời ơi hôm nay toàn để chọn comment gì không à Bạn này nhận Momo này Mình đã trao thưởng thành công cho bạn nhé Ok và chủ đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký và làm những cái nhiệm vụ để các bạn nhận được thưởng cũng như là lấy link để đi mời bạn bè nhá. Thì ở đây mình sẽ để cho mọi người cái phần link đăng ký cộng với phần link ở trên kênh Telegram để các bạn có thể đọc được cả hướng dẫn nhá. Thì các bạn sẽ kích vào cái phần link này giúp mình. Rồi, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bằng điện thoại Đối với các bạn sử dụng laptop hay là PC thì các bạn sẽ làm tư tự cho mình nhé Kích vào phần link đăng ký thì mọi người sẽ có ngay cái phần giao diện này Mọi người sẽ nhìn thấy cái phần ở cao Khi mà các bạn lót link ý, thì nó sẽ lót hơi lâu một chút nhá Tại vì hiện tại đang có rất là nhiều người truy cập vào á Nên các bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi giúp mình Thì mọi người sẽ kích vào phần ở cao giúp mình ở đây thì nó sẽ có những cái mục để mọi người đăng nhập này Nhưng các bạn đừng đăng nhập bằng các cái mục này Mọi người sẽ kéo xuống và nhìn thấy cái phần email dash này Mọi người hiểu không? Mọi người điền cho mình cái địa chỉ email Mọi người tích vào cái này để đồng ý điều khoản của nó Rồi ấn vào cái chấm đen này nhá Là để mọi người có thể đăng ký Đối với BC thì mọi người sẽ nhìn thấy cái phần sign in Là nó sẽ cho mọi người đăng ký tài khoản ạ Khi mà đăng ký tài khoản thì nó sẽ hiện ra một cái phần captcha Thì mọi người kéo cái hình ảnh bị khuyết này Ảnh hành thừa vào cái ảnh khuyết này để mọi người có thể đăng ký tài khoản thành công nhá Thì nó sẽ gửi cho mọi người một cái địa chỉ, một cái mail về cái địa chỉ mà mọi người đăng ký Lưu ý này, đối với những cái bạn sang cái bước này của mọi người mà nó loát hoài Xong nó báo là uh, mail, uh, cốt mail gửi bị phô ấy Thì mọi người sẽ thoát ra và đợi uh, 15-20 phút sau thì mọi người truy cập vào và đăng ký lại giúp mình nhá Mọi người sẽ check địa chỉ email này, nó sẽ có một cái mail như thế này và nó có phần lock me in Mọi người sẽ kích vào đây giúp mình nha để mọi người xác minh địa chỉ email Nó sẽ báo là xác minh thành công Sau đó thì đến cái bước này mọi người bắt đầu kéo kéo lên này Mọi người kéo lên nhá Đó thì mọi người ở đây Thì nó sẽ có cái mục để mọi người chọn Nhưng ở đây mọi người sẽ chọn luôn cho mình Cái phần I want like to ship for á, mọi người muốn bỏ qua cái mục quảng cáo này luôn thì mọi người bắt đầu làm nhiệm vụ. Sau đó thì mọi người kéo xuống thì nó sẽ có những cái mục đây để mọi người bắt đầu làm nhá. Mọi người sẽ nhìn thì cái phần earn boy này. Ở đây thì mọi người sẽ kiếm điểm boy này sau đó khi mà kết thúc cái chương trình iRope thì nó sẽ trả thưởng cho mọi người cái đồng tốc cần kia nên hiện tại thì chính bản thân mình cũng không thể là mua cho các bạn được thì sau này dự án nó thành công à, nó bắt đầu trả cho mọi người tốc cần và nó cho mọi người chuyển nội bộ thì mình sẽ hỗ trợ thu mua cho mọi người sau cái vấn đề đó thì ở tương lai thì mình sẽ update cho mọi người nhá còn hiện tại thì mọi người cố gắng làm đầy đủ cho mình các nhiệm vụ để kiếm được nhiều boy nhiều tốt ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy cái phần start earning này để mọi người kiếm điểm nhá thì ở trên này thì nó sẽ có cái phần dấu tích đây mọi người kích vào thì nó sẽ có các cái nhiệm vụ để mọi người có thể kiếm được cái điểm boy này đầu tiên là questing list là tham gia vào cái danh sách chờ này cái phần job profile đây là cái phần thông tin cá nhân của mọi người uh, refer đây là cái phần link rep thì đầu tiên mọi người sẽ phải làm cho mình cái phần job profile trước mọi người kích vào phần job profile giúp mình nha thì nó sẽ có các cái nhiệm vụ ở đây Thì các bạn làm được cái nhiệm vụ nào Thì các bạn sẽ cố gắng làm cho mình Và làm càng nhiều càng tốt mọi người hiểu không Cố gắng làm càng nhiều càng tốt Đối với cái nhiệm vụ đơn giản như là Add số điện thoại này Bạn nào mà không biết thì Google dịch ra nhá Mọi người sẽ ấn vào cái phần Add phone này Mọi người kích vào đây và chuyển cho mình thành cái lá cờ của Việt Nam như nó đang cái, cái, lá cờ Trung Quốc này. Mọi người kéo gần xuống nhá thì 84 điền cho mình cái số điện thoại này sau đó thì ấn send confirm code. Nó sẽ gửi về cái phần số điện thoại của mọi người cái code này, mọi người nhập vào đây thì mọi người sẽ thành công và nhận được thưởng luôn. Cái phần WeChat này bạn nào có thì mọi người có thể làm nhé, không có thì bỏ qua. Mọi người có thể connect bằng Facebook này, rồi, khi mà các bạn uh, điền được cái số điện thoại và liên kết được Facebook thì uh, mọi người có thể tham gia được vào danh sách chờ rồi. Thì mọi người có thể quay lại cái phần uh, waitlist này, sau đó thì mọi người sẽ ấn join vào danh sách chờ nhá. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ quay lại cái phần job profile kia hoặc là khi mà các bạn làm hai cái bước này thì các bạn làm đầy đủ luôn cho mình được thì mọi người sẽ liên kết cái phần uh, Telegram lại. Thì uh, đầu tiên thì mọi người sẽ cần phải điền cho mình cái phần số điện thoại và bỏ số không đi nhá. Và đây là cái phần số điện thoại liên quan đến tài khoản Telegram của các bạn. Nên các bạn nào mà có tài khoản Telegram ấy thì các bạn check lại ở trên uh, cài đặt ở trên Telegram của mọi người nhá. Sau đó thì ấn next giúp mình nó sẽ gửi về cái phần tin nhắn bên telegram thì mọi người cần phải xác minh nhá, mọi người vào telegram và ấn confirm giúp mình, thì ở trên cái trang web của mọi người đã xuất hiện cái phần access thì mọi người ấn access thành công nhá, thì nó đã bắt đầu xác nhận cho mọi người rồi và có cái nhiệm vụ lên liên quan đến link ý link in ý thì các bạn nếu mà làm được thì các bạn làm không dư thì có thể bỏ qua. Tiếp theo thì mọi người sẽ chọn vào cái phần refer này thì uh, mọi người có thể lấy phần link rep để đi mời bạn bè cùng tham gia. Mỗi lượt mời thành công thì các bạn sẽ nhận được là 10 điểm và các bạn lưu ý này, uh, rep là 3 tầng. Mọi người sẽ nhận được là 10, 3 và 1. Cái dự án này thì cực kỳ là ngon luôn. Và ngoài ra hiện tại thì đang có một cái nhóm support ở Việt Nam. Cái nhóm này thì có admin ấy. Ngày xưa các bạn nếu mà chơi A Token rồi thì hiện tại cái anh admin bên A Token ấy thì cũng đang làm admin của nhóm Việt Nam này thì mình sẽ để cái phần link nhóm ở dưới phần mô tả thì các bạn có vấn đề thắc mắc gì thì có thể vào nhóm để có thể hỗ trợ support còn sau này ý, những cái thông tin mà khi nào có thể chuyển được có thể bán được ở trên sàn thì mình sẽ update cho mọi người ở một video hoặc là mình sẽ đăng lên trên telegram facebook của mình thì sẽ thông báo cho mọi người sau nhé nên các bạn cố gắng đi cái kèo này thì mình thấy ổn lắm thì các bạn cố gắng làm cho mình một tài khoản nhá và lưu ý này đối với những cái bạn nào mà chít hay là gian lận ý, thì các bạn phần fake IP các kiểu đầy đủ tại vì nó sẽ ban tài khoản của mọi người nên mọi người cân nhắc nhá. Ok, mọi vấn đề thắc mắc hay không hiểu thì các bạn có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình, link mình sẽ để dưới phần mô tả. Bye bye, hẹn gặp lại.